ថ្មីទៀតហើយថ្មីទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនមុតហ្វូនបានផ្លាស់ប្ដូរលេខកូដទៀតហើយបងប្អូនរបៀបប្ដូរលុយមុតហ្វូនបានមួយអាទិត្យបងប្អូនគឺដើរលឿនមែនទេខ្ញុំសាកប្ដូរហើយក្រុមហ៊ុនទើបតែផ្ញើសារមកទេ 1535ហើយចុចបញ្ជូនយើងដូរតែមួយរៀលទេបងប្អូនមិនមែន8រៀលទេកុំច្រឡំនេះជាលេខកូដថ្មីបងប្អូនដូរមួយរៀលនឹងបាន6អាទិត្យពេញនេះគឺឆែកលុយបងប្អូនកែ 15 3 0 97គឺឆែកលុយបងប្អូន គឺកាត់ថ្ងៃទី 15 ឥឡូវទើបតែថ្ងៃ 9 ទេ សល់ 6 ថ្ងៃទៀតបងប្អូន ឬ 5 ថ្ងៃទៀត ឥឡូវយើងចូលមើលសាររបស់យើង អូខេ រៀង M ណា បាន 4927 មេហ្គាបៃត បងប្អូន mình nghĩ thế bông con cứ phải bán chú mình tên xâm phạm là mưa TikTok mưa YouTube mưa sợi bông con à lấy chân thay vào bánh vì muốn dương lọc tại bộ đồ đọc pram xàm pram ai chẳng thể đọc pram xàm bỏ môi rồi có học phí xàm bỏ môi ta lấy thì áp đặt mấy vì riêng em đấy vì đã lươn lo bông con room vi anang vi ban ở phía môn rừng 5G chẳng hạn lấy 7G cứ đỡ sửa mình tên phía môn rừng đô đập 5 3 5 mùa riêng cho lĩnh mũi chùn việc lại bờ đập 5 3 5 cho lĩnh mùi riêng và chùn mà còn ta lấy ở tế khi tập tệ update mấy em mình tên mà còn xong chưa subscribe hay chưa nhấn đăng ký để mình được video mới nhất đăng ký xem bạn và cũng xin phép đi.